Xin chào tất cả các bạn. Xã hội càng ngày càng phát triển, đồng nghĩa với việc chúng ta càng ngày càng có nhiều cơ hội sử dụng nhiều công nghệ mới để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, việc lạm dụng quá nhiều vào công nghệ đôi khi sẽ ảnh hưởng không tốt, nếu không muốn nói là xấu, đến việc phát triển tư duy của mỗi chúng ta, đặc biệt là thế hệ học sinh hiện nay. Nếu chẳng may bạn gặp phải một phép tính nhân giữa hai số có n chỉ số mà bạn không có máy tính trong tay, liệu bạn có thể giải quyết được phép tính nhân này chỉ trong vòng một nốt nhạc được hay không? Câu trả lời: được, nếu bạn muốn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn một cái mẹo làm phép tính nhân giữa hai số có n chỉ số rất là nhanh mà không cần dùng máy tính. Ở trên bảng tôi lấy ví dụ, đây là phép tính nhân giữa hai số có 5 chữ số. Vì là phép tính nhân giữa hai số có 5 chữ số nên các bạn kẻ một cái bảng gồm 5 dòng và 5 cột. Các bạn sắp xếp từ trái sang phải 3, 8, 5, 4, 1 theo thứ tự 5 cột và 9, 3, 7, 4, 0 tương với 5 dòng theo thứ tự từ trên xuống dưới. Ở trong những cái ô vuông nhỏ, các bạn chia làm hai phần bằng nhau theo những cái tam giác nhỏ. Các bạn nhìn vào đây, các bạn thấy số 9 nằm ở dòng 1, số 3 nằm ở cột 1. Các bạn lấy 9 x 3 bằng 27. Các bạn viết vào dòng 1 cột 1 chính là cái ô vuông thứ nhất, 27. Tương tự, 9 x 8 72. 9 x 5 45. 9 x 4 36. 9 x 1 là 9, các bạn viết 0, 9. Dòng 2, dòng 3, dòng 4 tương tự, tôi làm nhanh luôn. Đến dòng cuối cùng đây là số 0, 0 x 3 x 8 x 5 x 4 x 1 đều là 0 hết. Các bạn viết 0 vào đây. Sau đó các bạn cộng theo hàng chéo lại với nhau thì sẽ ra được kết quả cuối cùng. 0 hạ xuống. 0, 0, 4 là 4. 6, 7, 13 các bạn viết 3, nhớ 1. 1 với 1, 2, 2, 8, 10, 10 với 3 là 13, các bạn viết 3, nhớ 1. 1 với 4 là 5, 5 với 5 10, 10 với 4, 14, 14 với 9, 23, các bạn viết 3, nhớ 2. 2 với 2, 4, 4, 3, 7, 7, 6, 13, 13 với 3, 16, 16 với 5, 21, 21, 22, 22 với 6, 28, các bạn viết 8, nhớ 2. 2 với 1, 3, 3 với 1, 4, 4 với 5, 9, 9 với 4, 13, 13 với 1, 14, 14 với 5, 19, 19 với 3, 22, các bạn viết 2, nhớ 2. 2 với 2, 4, 4, 9, 13, 13 với 2, 15, 15, 2, 17, 17, 14, 21, các bạn viết 1. Nhớ 2, 7 với 7, 14 với 2, 16, các bạn viết 6, nhớ 1, 1 với 2 là 3. Và đây là kết quả cuối cùng, 3, 6, 1, 2, 8, 3, 3, 3, 4, 0. Các bạn có thể lấy một số ví dụ khác như là phép tính nhân giữa hai số, có 6 chữ số, 7 chữ số, 8 chữ số, v.v. và các bạn tổng quát lên 10 chữ số và n chữ số để kiểm chứng phương pháp này. Chúc các bạn thành công.